rất nhiều các đường khác nhau, thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu ba cái giao thức này nhá. Ba cái giao thức này về cơ bản đấy thì cái lõi của nó thì sử dụng những cái thuật toán cơ bản mà chúng ta tìm hiểu ấy, đó là thuật toán Dijkstra và thuật toán vector khoảng cách. Về cái này về các bạn đọc ở trong giáo trình nhập môn mạng máy tính của Hồ Đắc Phương nhé, cái nội dung này này các bạn tìm hiểu trong nhập môn mạng máy tính của Hồ Đắc Phương. Thì như vậy là nội dung chương 4 của chúng ta ấy, là đến đây là kết thúc. Thế thì các bạn có thể ôn lại cái nội dung của cái chương 4 này ở trong cái file bài tập mà cô vừa gửi ở trong chatbox nhá. Bây giờ các bạn làm cái bài tập ở trong chương 4 giúp cô. Làm bài tập chương 4, làm sau đó là bài tập này